Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel My Oasis. Video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng đồ chơi mới. Thật ra đây cũng không phải là mới đối với mình, nhưng mà đây là cái dòng lần đầu tiên mình làm trên kênh này. Nhìn trước mặt thì anh em cũng biết cái em này rồi đúng không? Kẻ thù nổi tiếng của Spider-Man, Venom. Dành cho những anh em nào chưa biết thì trên kênh của mình vừa mới làm một cái series chỉ để chia sẻ về các câu chuyện của nhân vật trong truyện tranh. Thì mở đầu cho cái series đó cũng chính là em nhân vật này. Anh em có thể ghé qua xem thử ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung vào cái món đồ chơi này thôi. Ok, bắt đầu thôi. Một ít thông tin về cái dòng đồ chơi này thì đây là một cái em nhân vật theo mình á là tỷ lệ khoảng 1/12, nhưng mà kích thước khá là lớn. Tí nữa mình sẽ so sánh những cái kích thước khác cho anh em xem. Còn về món đồ chơi này thì đây là một cái dòng đồ chơi rất là nổi tiếng đến từ Hasbro. Về cái phần thiết kế hộp thì anh em có thể thấy ở phía trước khá là đơn giản ha. Vẫn sẽ có hai phần, một cái là phần nhựa trong suốt nè, chúng ta có thể thấy được các em nhân vật phía bên trong. Phần thứ hai là cái phần giấy. Ở trên phần giấy này thì nhà sản xuất sẽ in các cái thông tin chi tiết của cái món đồ chơi này. Chúng ta sẽ thấy tên của dòng đồ chơi này, Legion Series. Ở dưới đây là tên của em nhân vật nè, Venom. Đây là độ tuổi giới hạn, trên 4 tuổi là chúng ta có thể chơi được cái dòng đồ chơi này rồi. Bên này là nhà sản xuất Hasbro. Phía bên hông thì chúng ta sẽ thấy một cái hình vẽ của nhân vật. Phía bên còn lại cũng giống bên kia luôn. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có một cái hình chụp của cái món đồ chơi này. Rất là đơn giản ha, chỉ có một hình thôi. Nhỏ nhỏ bên đây là sẽ có một tí thông tin, một vài cảnh báo của nhà sản xuất. Về phần thiết kế hộp thì mình thấy tuy là không có lung linh như là mấy cái hộp của Nendoroid hay là Mafet, nhưng mà cũng khá là đầy đủ thông tin, tạm chấp nhận được. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vô bên trong xem em nó có gì. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái miếng lót. Cái miếng lót này thì bằng giấy cạc tông nha anh em. Ở phía trước chúng ta sẽ thấy một cái hình ký hiệu của Venom rất là đẹp. Tiếp theo là cái vỉ nhựa bên trong. Chúng ta sẽ thấy em này chỉ có hai phần thôi. Đây là cái phần em nhân vật chính nè. Còn cái này là cái phần phía sau lưng, rất là đơn giản. Đây là cái em nhân vật của chúng ta sau khi đã tách ra khỏi cái vỉ nhựa. Thì anh em nhìn thử ha, chỉ có hai phần thôi. Em này còn không có cái giấy hướng dẫn nữa. Em này thì dựa theo thiết kế giống như trong truyện, cho nên anh em nào xem phim sẽ thấy hơi lạ. Vào chi tiết phần đầu thì để mình bứt ra cho anh em xem. Này như thế này. Phần đầu em nó được hả ra, lộ nguyên cái hàm răng luôn. Lưỡi thì lè ra màu đỏ nè. Cái lưỡi này bằng nhựa mềm nha anh em, cho nên không có sợ bị gãy. Phần hàm này thì không có khớp, cho nên em nó sẽ phải hả ra như vậy hoài luôn. Nhìn từ phía trước, nhìn cực kỳ ngầu luôn. Phía bên hông, phía sau thì chúng ta sẽ có một cái khớp tròn để gắn vô đây. Xuống dưới phần thân thì chúng ta sẽ có nguyên một cái body rất là vạm vỡ, rất là cơ bắp luôn, nổi gân cục cục luôn nè. Nổi bật nhất luôn là hình cái con nhện màu trắng. Nhìn sơ qua thì anh em sẽ thấy tổng thể là màu đen ha. Nhưng mà mấy cái mặt tiếp xúc này nè sẽ được nhà sản xuất highlight lên bằng cái màu xanh, màu xanh đen. Nhìn trên video thì có vẻ là không thấy, nhưng mà ở ngoài chúng ta sẽ thấy cái điều đó rõ ràng hơn. Chi tiết phần thân cũng rất là đẹp. Anh em có thể thấy được mấy cái cọng gân ở đây nè. Này, thấy được mấy cái xương sườn luôn. Ở giữa bụng là 6 múi, cực kỳ cơ bắp. Dòng ra phía sau, đây là nguyên bản chưa bóc khỏi vỉ ha. Còn đây là cái phần thân để chúng ta gắn vô nè. Cũng có cái hình con nhện luôn. Để so sánh với phía trước xem. Hai cái con nhện phía trước phía sau giống nhau. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có mấy cái chi tiết như thế này. Cái chi tiết này mô tả kiểu như là cái con Venom này là một cái loại chất độc bám vô người. Mình nghĩ vậy thôi. Nhìn nó giống mấy cái xúc tu hơn. Bây giờ gắn vào. Anh em nhìn cái chỗ mới nói nè. Này khá là tốt ha. Bên này cũng vậy luôn. Nó bị lệch không có nhiều, chấp nhận được. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đi đến cái phần tay. Bóc ra. Bóc ra cho anh em xem luôn. Đây là một cái phần tay rất là cơ bắp. Nhìn cái chỗ cơ bắp này chúng ta sẽ thấy được cái màu xanh đen ha. Ở dưới này cũng vậy nè. Cái tay em này cũng có một tí cái chi tiết xúc tu ở đây. Mình gọi là xúc tu thôi, cũng không chắc nó là cái gì nữa. Cái phần bàn tay, em này thì không có cái bàn tay thay thế, cho nên nếu như mà hai cái bàn tay để như thế nào thì chúng ta sẽ để như vậy luôn. Móng vuốt nhọn ha. Chúng ta sẽ có hai cái bàn tay khác nhau. Vị trí của hai cái xúc tu này cũng khác nhau luôn. Hai bên nè. Xuống dưới phần chân thì chúng ta lại có một cái chi tiết cực kỳ cơ bắp và nhiều gân ở đây. Anh em có thể xem. Phía dưới bàn chân cũng có móng. Đó là chúng ta xem qua chi tiết, còn bây giờ thì gắn vào để xem cái phần khớp nó như thế nào. Đầu tiên là khớp cổ, chúng ta có một cái khớp ngay chỗ này. Có thể đẩy lên. Này, như thế này. Đẩy xuống.
như lúc nãy mình nói á, cái phần đầu này nè có một cái khớp tròn, nhưng mà do cái phần hàm này hả ra to quá cho nên cử động cũng bị khá là hạn chế. Quay được 360 độ như thế này, nhưng mà quay ngang thì nó rất là ít, không đáng kể luôn. Xuống dưới phần thân thì ngay cái chỗ bụng này nè có một cái khớp, cho anh em xem. Gập xuống, đứng thẳng lên, cái phần gập này nè nó sẽ có khoảng 3 nấc. Anh em nghe tiếng không? Đó. Phần eo có thể xoay được 360 độ. Sang phần cánh tay thì lúc nãy mình có tháo ra ngay chỗ này nè, là chúng ta sẽ biết ở đây có một cái trục ha. Phần vai có thể đưa lên 90 độ. À, chỉ đưa tới đây thôi. Nếu mà muốn dơ lên thì phải xoay cái phần này, đẩy lên. Ở đây cũng có một cái trục xoay được 360 độ. Cùi chỏ. Ồ, khớp khá là cứng ha. Ở ngay cùi chỏ thì chúng ta có khoảng 6 cái nấc. Cũng được 90 độ á. Bàn tay quay được 360 độ luôn. Ở cổ tay có thể đưa lên, gập xuống. Xuống dưới phần chân thì chúng ta sẽ có một cái khớp ngay cái chỗ này để có thể đá ra phía trước. Cái phần mông này làm bằng nhựa cứng cho nên cũng bị hạn chế nha. Đây, đá ra phía sau được nhiêu đây thôi. Dang ngang. Ở trên đùi nó có một cái phần cắt, chúng ta có thể xoay được 360 độ. Mục đích của cái khớp này có thể là để chúng ta làm vài cái tư thế dang chân như thế này. Nếu mà anh em làm những cái tư thế đó thì cái mấy cái đường gân ở trên cái phần đùi này nè nó sẽ bị cắt đi. Nhưng mà để bầu được mấy cái tư thế đó thì chúng ta sẽ phải chịu đánh đổi thôi. Phần đầu gối, nhìn qua thì chúng ta sẽ thấy có hai cái phần khớp ở đây. Cái đầu gối có thể gập lại đó, như thế này. Cái chỗ ống quyển của em nó cũng có một cái đường cắt này, xoay được 360 độ luôn. Mục đích cũng giống như là ở phía trên để bầu những cái tư thế lạ thôi. Cổ chân có thể đưa lên đưa xuống. Cái cổ chân còn có một cái khớp như thế này, xoay lên xoay xuống, rất là lạ ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ so sánh kích thước với một vài em. Hai em này chung một hãng nè, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được cái độ chênh lệch chiều cao ha. À, chứng tỏ em Venom này rất là cao. Đây là em Tony Tuck SHF, nhỏ xíu luôn. Đây là em Nanoroid. Và một em Revoltage. Cái em này cũng thuộc dạng rất là to cao lực lưỡng rồi đó. Nhưng mà nếu mà đứng kế bên nè, cũng nhỏ hơn một tí. Thật ra thì đồ chơi mình cũng không có nhiều, cho nên có em nào thì mình cũng so sánh thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem một vài cái tư thế mà cái em Venom này có thể thực hiện được ha. Anh em thấy sao về em nhân vật này? Cá nhân mình đánh giá em này về giá thành tốt, chất lượng tạm ổn. Còn về cử động của em này thì hơi cùi. Bởi vì mấy cái khớp này nè, nó làm bằng nhựa cứng cho nên lúc mà cử động á, chúng ta chỉ cử động trong cái vùng cho phép thôi.
Cái như mình thấy thì em này khá là hợp để chụp hình chung với mấy em Spider-Man, bởi vì nhìn em nó rất là dữ. Còn em thấy sao thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết ha. Cảm ơn em đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở các clip unbox và review lần sau. Bye bye.